chào công tử. Thơm. Mời công tử. Công tử ăn khoai nhá. Khoai tôi thơm ngon lắm. Nóng quá. Đa tạ bà. Từ từ nghe đã. Giọng như là công tử ở xa đến nhỉ. Mà tôi nhìn công tử trông sang trọng ghê. Thế chả hay công tử đi tìm nhà ai hay là... Không, tôi đến đây là để ứng thi làm con rể của quan phủ ạ. Ứng thi? Kén rể? Ôi giời ơi. Ai ứng thi kén rể em hả? Đây, công tử đây. Ôi giời ơi. Tôi. Cậu á, cậu xem kìa, cái bảng thông cáo nó treo 2 ngày hôm nay rồi mà có ai đến đâu. Này, tiểu thư con quan phủ xấu lắm mà. Ui, cái mồm nhà cậu. Tiểu thư con quan huyện tên là Phấn Khanh. Ồ. Xinh đẹp mỹ miều lắm. Nhưng mà quả đáng tội là không ai dám đến ứng thi. Thế sao không có ai đến ứng thi hết ạ? Thì thế này, quan huyện đã có lời giao ước với cả quan huyện bên, mà hiện nay thì quan huyện bên đã dẫn Bạch công tử sang bên này rồi, thế nên không ai dám đến. Sao lại không có ai dám? Có tôi dám đây. Để xem tài năng của tên Bạch công tử ấy như thế nào. Nghe cậu có vẻ khẩu khí đầy tự tin ấy nhở. Mà cậu ở quê ở đâu? Liệu có môn đăng hộ đối không? Tên Chử Văn Hiền, tục gọi Hiền Nhi, vẫn mơ trạng nên gọi là trạng lợn. Chữ nghĩa chả ra sao mà mơ làm trạng á? Đầy người chữ nghĩa không bằng tôi, nhưng mà vẫn được phong trạng đấy thôi. Sao lại thế nhở? Bây giờ làm trạng dễ lắm. Gặp chuyện khó khăn nhá, mặt cứ nhăn lại, mày cứ nheo lại. Bên cạnh mình phải có một thằng hầu nhiều chữ. Đấy, tức là gặp chuyện gì khó khăn, nó sẽ nói cho mình sẽ xử lý. Không thì gặp quan lớn ý, người ta nói gì là mình gật đấy. Đúng dạ. Thế là quan trên ưng ý cho mình làm trạng thôi. Khiêm tốn. Cho tôi ăn khoai, đói quá. Mày nói chuyện. Để lắp cho. Mà sao trời nóng như thế này lại ngồi bên cạnh cái bếp lò mà bà không thấy nóng à? Tôi quen rồi. Mà chỉ ngày mai thôi là trời mưa, tha hồ mát. Mai là mưa? Sao bà biết mai là mưa? Đây này, cậu nhìn xung quanh này, cái vườn cỏ ấu mọc trắng toát rễ lên này. Củ ấu mọc quanh vườn rễ trắng là trời mưa. Sao bà biết? Tôi ở đây bao nhiêu năm rồi, tôi có kinh nghiệm. Tôi nói không sai đâu cậu ạ. Thật thế à? Vâng, thật mà. Cậu ăn củ lưỡi nhá. Bác cho cậu nhá. Ra chào tiểu thư. Cậu sao cậu? Cậu, khoai thơm quá. Hay là để em mua cho tiểu thư mấy củ nhé. Ngon đây, ngon ạ. Con lá. Dạ đây ạ. Dạ, cháu gửi tiếng cô ạ. Thôi, tôi lấy. Ôi, vậy cháu cảm ơn cô. Thôi. Tiểu thư, khoai thơm và nóng của tiểu thư đây. Chúng ta về thôi. Chào tiểu thư ạ. Nàng ấy là ai thế? Là nàng Phấn Khanh, con quan huyện đấy. Nàng Phấn Khanh, con quan huyện. Quả là đẹp tuyệt trần. Cậu ơi, cậu quên. Đây. Vâng, tôi xin cậu. Phải công nhận ấy,
hoa quả của phủ ta ngon nhất cái xứ này đấy. rượu ngon, rượu ngon. Khiếp, công tử cứ từ từ mà ăn, việc gì mà phải vội vàng thế, kẻo có ngày á chết sặc đấy. Chết là chết thế nào? Ta ấy mà phải chống đến 100 tuổi có lẽ để còn thừa hưởng số vàng bạc châu báu của cha ta để lại chứ. Cái mồm đáng yêu như quả đào chúng chín mới nở ấy. Ta tha cho đấy. Ta ấy mà nàng Phấn Khanh xinh đẹp, ta chưa được hưởng mùi hương thơm tho của nàng, ta chưa thể chết được. Thì cứ nói thế. Mà em nói thật với công tử nhá, gái xinh đẫy đà ngoài kia đây dẫy ra, sao công tử không cưới? Lại đi thích cái nàng Phấn Khanh ấy, mà em thấy nàng đấy chẳng nữ tính gì cả, nom người như cỏ hương ấy. Công tử xanh tiếp đây này, đây mới là đẫy đà, đây mới là đàn bà đây này. Để ta cởi áo cho nàng. Đi đâu? Nàng đi đâu? Không có thoát khỏi lưới trời lồng lộng đâu. Tiếc là sao trốn được khỏi tay chàng. Chẳng qua là chàng phải có phần thưởng cho thiếp chứ. Phần thưởng chứ gì? Có. Từ từ rồi sẽ có phần. Để ta cởi áo cho nàng. Này, ngươi phải tuyệt đối cấm cửa, không được nhận bất kỳ ai đến ứng thi kén rẻ, hiểu chưa? Quan cứ yên tâm, việc này quan yên tâm, việc này con lo liệu hết rồi. 3 ngày nay nhá, không có ai vào ứng tuyển thì chắc chắn tiểu thư thuộc về công tử rồi. Nhưng mà quan ơi, cái vấn đề này phải đợi thêm một chút thời gian nữa. Tốt. Đây là một thỏi bạc. Nhìn cái gì? Nhìn cái gì? Cả thằng kia nữa. Tập trung việc mình đi. Tập trung vào việc. Đứa nào cũng có phần. Đúng. Dạ. Xong việc ta sẽ thưởng cho ngươi thêm một thỏi nữa. Dạ. Nhưng phen này ta phải quyết lấy bằng được nàng Phấn Khanh cho công tử. Đây là vấn đề danh dự, là bộ mặt của ta. Người đã hiểu tầm quan trọng chưa? Dạ, con hiểu. Con hiểu rồi. Quan cứ về kê cao gối ở đầu giường, đợi đến hạn ngày mai. Nếu mà không có ai vào nhá, thì chắc chắn công tử sẽ thành phần thắng. Tốt. Nhưng mà thôi này, bây giờ ra cổng trông nhá. Vâng. Cẩn thận, cấm không được nói với ai đấy. Vâng. Nhá, đi đi. Vâng, tuân lệnh quan. Rồi. Cho ta một lát thôi. Bình tĩnh nào. Lại đây với ta. Ôi, con mất cái gì thế này à? Cái này ta biết thì làm sao ấy à? Cô này ra ngoài. Kìa cha, con là con của cha, cha phải cho con thoải mái một lát chứ. Không thể được. Cha lạnh mày. Chỉ còn có một ngày nữa thôi là mày sẽ lấy được tiểu thư Phấn Khanh. Phải biết kiềm chế chứ con. Việc này mà đến tai quan huyện thì hỏng hết bao nhiêu công sức của cha con mình bấy lâu nay. Ngu lắm, ngu lắm. Con có ngu ấy, thì mới có cha chứ. Ôi trời. Nàng cứ về đi. Bao giờ ta lấy được Phấn Khanh ấy, ta sẽ đưa nàng về dinh. Rồi ôi. Chẳng nhớ nhá, tiếp đi đây. Ôi. Kể ra công tử nhà này cũng dễ lừa ra phết.
phen này, đào ta đây, đổi đời là cái chắc. Tiểu thư ăn đi. Cả ngày hôm nay tiểu thư chưa ăn gì rồi. Tiểu thư có lo lắng nữa thì cũng thay đổi được điều gì đâu ạ. Biết thế, nhưng mà ta nuốt không có trôi. Mà em đã đi dò la xem có ai vào phủ Ứng Thi chưa. Em e là tên công tử kia đã giở trò rồi. Nhắc đến tên hắn thì làm gì còn ai vào dự tuyển nữa. Hắn nổi tiếng hống hách, độc ác, mà cha hắn còn nổi tiếng độc ác hơn. Ta không tin, không có ai dám vào phủ Ứng Thi. Thôi, tiểu thư chịu khó, ăn một bát cơm thôi, một miếng thịt thôi. Mà em biết thừa nhá, nếu không có ai vào dự tuyển, thế nào tiểu thư chẳng bỏ trốn. Vậy tiểu thư phải ăn thật nhiều vào để còn lấy sức mà chạy chứ. Em đúng là đồ lẻo mép. Thôi được rồi, ta sẽ ăn. Tiểu thư ăn thêm chút trứng đi ạ. Cậu đợi con ở chỗ bà bán khoai. Thế mà cậu lại đi đâu làm con đợi mãi. Đợi cái gì? Lâu ơi là lâu. Này, từ sáng đến giờ nhá, được có mỗi củ khoai to bằng cái bắp chân. Đói thối ruột thế này. Rồi ạ, ta phải đi tìm nhá, hàng rượu này, hàng lòng lợn này, hàng thịt lợn này. Nhưng mà có thấy cái hàng nào đâu. Ở cái hạt này ấy, đang bị dẹp hết hàng quán, cho nên tìm không thấy là phải. À đây, sẵn có cái nậm rượu này với lại thức ăn mang đi từ sáng. Ra kia hai thầy cho mình nả ngớn. Không được. Ta với cả nhà ngươi đã thống nhất với nhau là ta là cậu, còn ngươi là đầy tớ, thì phải xưng hô là ta với cả ngươi, hoặc là con với cả cậu. Ừ, thì phải là có trên có dưới, làm sao mà ngang hàng với nhau được mà ngả ngớn. Thế thì cậu cứ ở đây vậy, để con ra kia con ngả ngớn một mình. Không được như thế, thế thì ta chết đói ở đây. Thế có cậu ấy vừa cũng có khác gì con đâu. Cậu nằm con cũng nằm, cậu ngồi con cũng ngồi, thế rồi vua với quan, vua với dân cũng có khác nhau đâu, cũng giống nhau ở cái ăn cái nằm mà cái đúng này. Nhưng mà ta vẫn thắc mắc nhá, là người nhiều chữ thì làm thân kẻ hầu người hạ cũng nhiều chữ như thế, thì bao nhiêu lần cứ tượt mà lại toàn tượt từ vòng đầu này. Thế ở nhà ngươi làm nghề gì để kiếm sống? Tôi làm nghề quên, con làm nghề nhiều nghề lắm. Đấy, toàn nghề quan trọng cả. Nghề quan trọng là nghề gì? Như là nghề đè đầu viết cổ thiên hạ. Ê, điêu đè đầu viết cổ thiên hạ. Thì còn cắt tóc ở ngoài cổng làng nghề thì chả đè đầu viết cổ người ta xuống thì mới cắt được chứ. đúng rồi. Ngoài ra con còn chỉ huy hàng nghìn hàng vạn lính ấy. Ừ, cái này thì điêu chắc, ta không tin. Thì con làm nghề nuôi ong, con chả chỉ huy hàng nghìn hàng vạn lính. này, nghe có lý thật đấy. Đúng là người nhiều chữ có khác, nói kiểu gì cũng xuôi. Này, sao nhà ngươi làm nhiều nghề thế hả?
Đấy, khổ thế đấy. Thi rất nhiều mà chẳng đỗ đạt được gì. Cho nên cái số tôi nó chỉ động lại đúng cái nghề thầy khóa. Nhiều chữ như nhà ngươi, kể mà đỗ quan xã thì mới đúng. Quan xã mà không có nghề thì khổ cả xã. Quan tổng mà không có nghề thì khổ cả tổng. Báo gì? Này, ngươi là phận con sâu cái kiến, sao động một tí là nói đến chuyện cha mẹ của dân là thế nào hả? Này, ta nhá, chuẩn bị được làm con quan. Ta, ngươi mà nói linh tinh, ta sẽ bắt ngươi, cho ngươi rũ tù. Thế thì mới có câu thơ rằng, đắc thời đắc thế thì khôn, xa cơ rồng cũng như run xá gì. Dù gì là con dù gì, rồng vàng rút đất, có gì khác nhau. Ui, mà thôi, mình vào nhà quan phủ đi, không thì lại sắp tối rồi ấy. Này, 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 cậu đi đâu đấy? Ta đang đi tìm. Tìm ai? Nàng Phấn Khanh. Ta bảo, vừa nãy ta vừa mới gặp nàng Phấn Khanh. Ui, nàng ấy xinh ơi là xinh, đẹp ơi là đẹp. Ui, này này này, đôi mắt long lanh nhá. Nhìn vào mắt nàng nhá, bủn rủn hết cả người. Này, không biết cái vị ân ái nó như thế nào nhỉ? Này 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 này, người có vợ rồi, bảo cho ta biết đi. Lúc đầu thì cũng thích, bởi vì chồng lên 8, vợ 13, rồi ngồi nu nóng nu na đỡ buồn. Nu nóng nu na đỡ buồn mà thích cái gì? Chán bỏ xử được, hồi bé ta chơi suốt. Đấy là lúc bé thôi, còn khi 17 nhá, thì đang nằm dưới đất vợ lôi lên giường, rất là thương, rất là thương. Có 4 chân giường gãy 1 còn 3. Lại thơ, ta chả hiểu cái gì sắt. Này, cậu nhớ lấy, khi có khi phải dùng đến đấy. À đây, 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 tôi làm sẵn một bài thơ, có khi cậu phải dùng đến đấy. Thôi được rồi, ta sẽ cất đi, lúc nào cần á, sẽ gói xôi hoặc là làm việc khác. Đi đi. Dạ. Dạ, cảm phiền ông lính cho vào báo với quan phủ là cho công tử nhà tôi vào ứng thi ạ. Có người ứng thi à? Dạ, công tử nhà tôi ạ. Nhà ngươi muốn vào phủ ứng thi cắn rẻ? Dạ vâng, đúng thế ạ. Nhà ngươi có tài gì? Ta nói cho nhà ngươi biết nhá. Nếu như muốn vào phủ ứng thi mà không có tài sẽ bị phạt rất nặng. Nhà ngươi dám không? Sao ta lại không dám? Ta là trạng lợn nức tiếng một vùng thì rõ ràng là phải có tài rồi. Vâng, có tài đấy ạ. Tốt. Nếu như thực có tài, xin mời nhà ngươi hãy chứng tỏ để ta xem ngươi có tài gì. Nào, chứng tỏ đi. Dạ, 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 có đấy ạ. Cái bài thơ lúc nãy tôi đưa, đưa ra đi. Ta có bài thơ này, ông đọc đi. Thơ rất hay. Chuyện thơ của trạng lợn mà lệ. Lời lẽ rất sâu cay, ý nào ra ý ấy, mà lại còn rất mượt mà, sâu lắng. Tốt, quả thật là nhà ngươi có tài làm thơ. Tuy nhiên như thế chưa đủ. Tại sao chưa đủ? Muốn vào làm con rể của quan phải có tài đối chữ. Đối chữ? Đúng chữ. Nhà ngươi có tài đối không? Đối thì đối, sợ gì? Ngươi cứ đối ta nghìn câu, ta cũng trả lời được. Tốt. Nếu thế thì ta sẽ ra về đối. Vâng. Tiểu thư ta tên Phấn Khanh. Ta sẽ ra về đối là bát đao phân mễ phấn. Ê, sao câu đối gì lại có cả phân ở đây? Thôi, tên của nàng là Phấn. Thôi thì ta cứ lấy tên cúng cơm của ta là Trung.
ta đối lại là Trung. Trung. Đúng. Ta hiểu rồi. Người có tài đúng là kiệm lời. Rất tốt. Ta ra vế đối là bát đao phân mỹ phân. Mà nhà ngươi đối là thiên lý trọng kim trung. Thiên lý trọng kim trung. Lời lẽ thật là sâu lắng. Chữ nào đối với chữ ấy rất là cân xứng. Xin ngưỡng mộ ạ. Bây giờ trời rất là nóng nực, xin mời hai người vào trong nghỉ ngơi ạ. Ôi, ông không việc gì phải lo đến chuyện nắng mưa. Tí nữa thôi trời sẽ mát, ngay ngày mai trời sẽ mưa. Ôi, này, này. Dạ xin hỏi công tử, tại sao ngài lại biết được ngày mai trời sẽ mưa? Chẳng hay ngài rất giỏi về thiên văn địa lý ạ? Thiên văn địa lý ta biết tất. Ông cứ chờ đi, ngày mai trời sẽ mưa đấy. Ôi, thật là ngưỡng mộ. Xin mời công tử và Trang Hầu vào bên trong phủ ạ. Vâng, đa tạ ngài. Xin mời. Này em biết mùa đúng không? Mua cho ta xem một điệu đi. Nàng ấy thật là xinh đẹp, ta không muốn rời mắt. Này, mày là thằng nào? Làm gì ở đây? Anh lính, anh bỏ cái vật sắc nhọn này xuống. Tôi là nho sinh vào đây để ứng thi kén rể làm con rể của quan phủ. Vào đây phủ quan rộng quá, tôi đi lạc mất. Anh có biết đường không, chỉ cho tôi với. Có thật thế không? Thật mà. Nhìn mặt tôi thật như thế này mà anh không tin à? Nhìn mặt mày cũng thật thà đấy. Thôi được rồi, đi theo tao. Dạ, chào tiểu thư ạ. Này, nhìn gì ấy? Hả? Thế có đi không? Có ạ. Đi. Dạ. Nhanh. Sao phải che? Em có nhận ra hắn là ai không? Ta nhìn hắn quen lắm. Em cũng thấy quen. Nhưng hắn là ai nhỉ? À, ta nhớ ra rồi. Hắn chính là người sáng nay ta gặp ở đầu phủ. À, đúng rồi, cái tên gốc đấy. Nhưng hắn đến đây làm gì vậy? Hay là đến để thi kén rể? Thật á, may quá, ta đang lo không có ai dám thi với tên Bạch công tử kia. Nào Hầu, mình đi vào thư phòng xem sao. Mày đi sang đây. Sang đây gì dậy? Đứng vào đây.
đứng vào đây. Đi chị bảo cho con. Mày là mày ngu lắm con à. Mày ngu thì mày mới để cho nó sờ và thoang thoáng sơ sơ thôi. Còn khôn ngoan như tao khôn ngoan như người ta ấy, thì phải để cá nó luồn vào trong giỏ. Mà một khi cá nó đã luồn vào trong giỏ rồi, nó đã cắn câu rồi, thì bố bảo nó không dám quay lưng lại với mày. Mày có biết là mày vừa mới làm cho cả gia đình này mất đi một chàng rể quý không hả con? Cái ngữ như mày, tao có gả phất mày ra cho mấy cái thằng đuôi quẻ mẻ sức ở ngoài kia kìa. Dì thương con. Thương hả? Dì thương. Dì thương con lắm. Biết đường, biết nẻo thì đi. Dì bảo đi đâu? Lên quan huyện, vào thẳng trong phủ mà kiện. Thế kiện như thế nào? Thì mày kiện là thằng Trạng Lợn nó cưới mày đến nơi rồi. Mày cứ hét toáng lên cho cả làng cả tổng nó nghe thấy, cho quan huyện nghe thấy, cho tiểu thư nghe thấy. Thế là mày kéo được Trạng Lợn về với mày. Mày nghe lời gì thì mày làm. Còn nếu không ý, không dám liều một phen thì tao mặc xác mày nhá. Đi. Ơ kìa. Kiện gì ơi, gì? Con biết rồi, chị đợi con với. Bà cô. Các vị cứ ngồi xuống. Nay truyền lệnh quan lớn mở hội thi kén rể cho nàng Phấn Khanh. Nàng Phất Khanh đã có mặt ở đây. Xin mời Bạch Công Tử. Bạch Công Tử đến dự hội thi và có quan bên phò tá. Thưa quan, còn đây, đây là một người tuổi trẻ tài cao, lại được phong là Trạng Lợn. Đi theo có Hầu Còm, phò tá. Mời Trạng Lợn đứng lên. Anh ta sẽ đối đáp với lại Bạch Công Tử ạ. Nhà ngươi dám vào đây để ứng thi chắc là cũng có chút tài cán đấy. Tài hay không tí nữa nhà ngươi sẽ biết. Dạ thưa ông Văn, không biết là tỷ lệ thi như thế nào ạ? Thể lệ thi như thế nào ạ? Các người cứ bình tĩnh, rất là đơn giản. Chỉ cần các người ra vế đối, ai mà đối hợp, đối vừa ý của tiểu thơ, tiểu thơ sẽ bỏ khăn và nhẹn miệng cười, người đó sẽ được chọn. Mời các công tử ạ. Tưởng gì chứ câu đối thì là nghề của Bạch Công Tử này rồi. Mời tiểu thư ra câu đối đi. Mời tiểu thơ. Khoan, trước khi vào phần thi văn, ta có một phần muốn xem thi múa võ, vì con gái ta thích thi ca và múa võ. Nào con gái, hãy chào các vị khách đi bằng một điệu múa để cho hai vị công tử đi đáp lễ. Nào mời tiểu thư múa ạ. Điệu múa rất đẹp. Nào, mời Bạch Công Tử. Con. Chả nói dấu gì quan, con trai con chỉ giỏi văn chương chữ nghĩa, chứ mấy chùa múa may này thì con trai con không giỏi đâu ạ. Mong quan thông cảm mà. Không sao, không sao. Thế còn Trạng Lợn, đáp lễ gì chứ? Đối như thế nào? Tiểu thư của tôi vừa múa thì ngài đáp lại một điệu múa. Thế thôi. Này,
Từ bé đến lớn tôi có biết múa may quay cuồng như thế nào đâu. Thế bây giờ làm thế nào? Thì nghĩ gì mua nấy. Nghĩ gì mua nấy nghĩ... À đúng rồi, từ bé đến lớn nhà tôi toàn nuôi lợn thôi. Lợn bố, lợn mẹ, lợn con, lợn nái, lợn xề, lợn làm lọc, lợn chọc tiết. Thế bây giờ tôi sẽ múa điệu con lợn. Thử đi. Dạ, mời chàng ạ. Ít. Lợn làm lòng mà. Lợn chọc tiết nè. Thế lợn làm gì đấy? Lợn ngủ. Dậy. Sao lại nằm ngửa nữa đây? Đây là phủ quan, sao lại lợn với gà đây? Nhà ngươi múa kiểu gì thế à? Dạ, thưa ngài, chàng tôi đang múa đáp lễ cho cô nương đấy à. Múa kiểu gì lại múa kiểu lợn như thế? Như thế thế nào? Như thế là không được. Múa gì mà cứ nhảy choi choi như con lợn đấy. Lúc thì đói ăn, lúc thì nhảy động khẩn. Thật là bất kính với cả quan huyện. Đúng rồi, quá là xúc phạm. Phạt thật đó. Phải đâu? Dạ, thưa quan ạ. Thưa ông Văn. Dạ, bẩm quan lớn ạ. Chẳng hay là tiểu thư chúng ta vừa múa điệu gì đấy ạ? Đấy là Tích Ngê Thường, một điệu múa nổi tiếng trong tích Hàng Nga Tiên Nữ. Dạ, thế thì đúng rồi ạ. Công tử của chúng tôi á, hiểu ý tiểu thư và đã đáp lễ là bằng điệu múa của Thiên Bồng Nguyên Soái ạ. Thầy. Dạ, là ngày xưa Tích là trêu ghẹo Hằng Nga đã bị Ngọc Hoàng giáng tội đầy xuống làm kiếp lợn thế ạ. Hay, tuyệt. Dạ, tiểu thư múa khúc Nghe Thường. Cho nên công tử của chúng tôi đáp lễ bằng điệu múa của Chư Bát Giới để tỏ rõ lòng dạ nhớ thương tình xưa nghĩa cũ. Thì có gì hay được bằng như thế ạ? À? Tuyệt vời. Đáo để lắm. Như vậy là coi như là phần thi múa đã xong. Phần thắng thuộc về Trạng Lợn. Và ngay bây giờ sẽ đến phần thi thơ. Xin mời Bạch Công Tử. Mời Trạng Lợn. Hai ngài hãy vào trong phòng, nơi đó có đầy đủ giấy bút và đặc biệt là một không gian rất là thơ mộng, tha hồ mà thả hồn theo thơ. Thơ thì thơ, sợ gì? Tốt, mời. Mời Bạch Công Tử hãy. Chà ơi, còn không thi nữa đâu. Con có biết chữ đâu mà thi. Thôi cứ thi, đã có cha không sợ. Thôi con không thi nữa đâu. Ai ơi, ôi ôi đau đầu quá. Đây sao thế? Ôi ôi đau bụng quá. Đau bụng, ôi cha ơi đau bụng. Ôi ôi. Thôi thôi không thi nữa đâu, đi về. Xin cáo từ, không thi thố gì nữa. Ê. Đã đến đây rồi. Ai lại bỏ giữa chừng thế? Mời quan ở lại ạ. Thôi, không cần nữa. Bạch công tử nhà ta không cần lấy tiểu thư nữa. Ấy ấy, quan bạn đừng có vội giận. Đã tới đây rồi, thì ta phải mở đại tiệc cùng chúc vui với nhau. Rồi tôi còn gửi quà về bên ấy cơ mà. Đúng như thế ạ. Thôi, không cần. Xin phép đi về. Ôi, đau bụng quá. Chào ơi, cho con về. Cho con về. Đau bụng quá. Mở công văn. Cho phép tôi vào ngồi cạnh công tử nhà tôi được không ạ? Lão! Quá lão! Nhà ngươi đã bao giờ thấy đi thi thố mà có người ngồi cạnh không? Nói như nhà ngươi thì ta vào trong đó làm thay cho Bạch công tử à? Phải! Không được vào! Mời ngồi! Không có giữ cái phép tắc gì cả. Ngươi xem tiểu thư sao rồi? Thơ phố gì mà lâu thế nhỉ? Con gái, thế phần thi thơ trong ấy thế nào? Đưa tài sản à?
Ôi trời ơi, sao lại chẳng có một tí chữ nghĩa như thế này là thế nào? Như vậy là phần thi thơ đã kết thúc. Và Trạng Lợn chứng tỏ là một người một chữ bẻ đôi không biết. Lính đâu? Có. Ngay lập tức giải Trạng Lợn xuống dưới ngục tối cho ngài xét xử. Ôi quan lớn, xin quan lớn tha tội ạ. Ôi trời ơi, con ơi là con ơi. Dạ quan ơi, quan ơi. Này. Dạ vâng ạ. Quỳ xuống. Dạ vâng ạ. Dạ vâng. Vâng vâng. Dạ con lạy quan ạ. Con lạy quan ạ. Con bị oan ạ. Rồi hại mẹ con tôi rồi. Cha giơ cao đánh khẽ. Tuy rằng Trạng Lợn và anh Khóa con mắc phải tội lừa dối cha, nhưng cũng nhờ có Trạng Lợn mà con không phải lấy tên Bạch công tử xấu xa kia. Xin cha nương tay. Còn gì nói nữa không? Dạ, bẩm quan. Xuống dưới. Xuống. Bẩm quan cho con được nói. Xuống. Xuống dậy, quỳ xuống. Quỳ xuống. Đây là phủ quan nhá. Dạ. Bẩm quan. Con là Thị Mệt, con gái Tranh Tổng. Dạ, con và Trạng Lợn đây đã có hẹn ước với nhau từ lâu. Hơn nữa, chúng con đã chốt nặng tình với nhau rồi. Biết ngài là người có nhân có đức, núi lạy quan lớn, giơ cao đánh khẽ à? Dạ lạy quan à. Thôi được rồi, xét thấy các người có tội nhưng không có công, lệ lời con gái ta, ta tạm thời quyết định phạt 20 roi đốm Trạng Lợn cho về nhà. Cấm chỉ tuyệt đối không được lên phủ Yên. Chúng con ơi, con lớn à. Chúng con ơi, con lớn à. Con đây Khóa. Ta biết tất cả những điều gì mà Trạng Lợn làm được là đều nhờ vào mấy tấc lưỡi của ngươi. Ôi trời ơi, ra. Dạ lạy quan ạ. Quan thật là anh minh sáng suốt. Đúng là tất cả mọi công cán là do thầy Khóa nhà con hết đấy ạ. Dạ, cảm ơn quan ạ. Nay phủ huyện đang cần người lo việc chính sự. Ta tạm thời giữ ông lại để lo việc, nếu làm tốt sẽ được bổ nhiệm. Việc này ông Văn giải quyết. Ta tạ quan. Ta tạ quan. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, mình ơi, sướng mà mình ơi, mình có tương lai được làm quan rồi. Ôi trời ơi, đa tạ quan ạ, đa tạ quan lớn ạ, quan thật là anh minh sáng suốt. Mọi người ơi, ôi trời ơi, thế là quẻ của tôi rút đầu năm hoàn toàn chính xác.